Mượn luôn, sẵn là mượn luôn. Mượn khỏi phía. Tính ra mình đi lên má. Má ở nhà hết nhà con thì hết gì ăn rồi, mà có hai thằng giờ biết sao giờ, nhà má có cái gì má cho con luôn đi rồi. Mai con nó cho con mượn đi chứ không phải cho. Ừ. Cho con mượn đi rồi hai thằng ăn đỡ, nấu có hai lon gạo à. Chứ nó ít lắm. Ừ. Có gì mà có gì ăn cho con miếng à, chứ nhà chỉ có nước mắm với muối không à. Cái này à. Cái má nói tao có mà có gì à, cái hộp à, sáu vú trong tủ lấy ra về nấu ăn. Ừ, này hộp ăn ngon mà. Ngon. Cái má nói à, nhà con nồi đồ đóng chưa rửa nữa, thôi má cho con mượn cái chảo về khỏi phải rửa. À thì nấu xong ăn lên chả à? À, lát nữa con nấu xong cái. Nhưng mà ăn cái hộp này đâu cần phải nấu chi cho mất công. Hâm lại cho nó nóng mới ăn chứ, để nó nguội nhắc cho ăn thận. Nghĩa là mình đổ ra, mình hâm lên cho nó nóng lên. Nếu mà mình còn có hành thì mình phi hành cho nó thơm thơm tí, còn không mà cần chi phi hành. Trong này ướp sẵn hết rồi, về ăn thôi. Chỉ cần mình đổ ra cho nó nóng lên cái đầu đúng cái rồi. Mình ăn thôi đó. Trong này đó. Ướp sẵn vừa đủ hết rồi, tất cả mọi thứ hết rồi. Bây giờ đợi tôi lấy cái dĩa. Lấy cái dĩa. Tôi hâm lên bắt đầu cái là đổ ra lấy cơm Trung Quốc nha. Trời nhanh thôi thôi. Lấy cái dĩa. Thôi. À, bây giờ bỏ lên đây cái bắt đầu cái là mình không cần đâu. Tại vì á, ta sản xuất cái này ta sản xuất trong cái hộp inox, hộp kim loại rồi. Nếu mà ta sản xuất trong hộp nhựa đi thì không cần cái gì phải nói. Người ta sản xuất hộp này là ta để cho mình biết là mình không cần phải nấu lại. Không cần phải đổ ra nấu lại. Ừ, chứ ông phải đổ ra ông nấu hâm lại ăn chứ, để nó lạnh ngắt tại cho ăn. Tại vì người ta cũng biết là cái này là ta nêm vừa ăn rồi. Cho nên á, cái này là chuyên gia rồi, là mang đi đây đi đó để ăn. Đúng. Cho nên á, người ta sẽ không cần phải tốn này để rửa. Anh chỉ cần anh khui nhẹ một cái ra thôi, cho nó hở ra được rồi. Cho nó hở hả? Ừ, cho nó hở ra rồi để khỏi nó bí hơi. Phải nổ hả? Đúng rồi. Rồi. Ok. Cho nó đứng lên tí, anh cầm cho dễ rồi. Ừ. Anh bỏ lên thẳng lên cái bếp ga. Hay bỏ lên đống lửa gì đó, bỏ thẳng lên. Rồi, anh bật ga lên. Cháy sao thần? Cháy bên ngoài đâu, cháy bên trong đâu. Đây kim loại mà. Đúng rồi đó. Cho nó bao vây vậy đó. Cái gì? Rồi khi nó sôi á, anh xỏ đũa ngang qua đây. À. Anh mang lên. Hay bỏ xỏ cái thìa ở đây cũng được, anh xách lên cũng được. Không tin tí anh làm thử thì biết. Ủa chứ không phải đổ ra mình dĩa mình hâm à. Ấy chà chảo hâm à. Dù gì anh cũng phải hâm, nhưng mà đây là kim loại thì anh bảo anh bếp anh hâm rồi anh đổ ra anh xài luôn. À chứ mình còn, hâm lại mất công tốn rửa chén à. Đúng rồi, còn cái tay cầm này á, để anh phải bẻ thẳng lên thế này nè. Phải mở ra nha, không có nổ. Rồi khi anh nổ ra cái này là nóng thì chắc cú anh phải có thìa đũa và anh sọt ở đây. Anh cầm anh nhấc lên là lên thôi. Anh cứ chờ xíu đi là đợi sôi, đợi sôi đi. Đó, nó chào vậy là sôi rồi đó. Ok. Nó chào vậy là sôi rồi. Rồi ok. À mọi người nhét cái chìa qua. Nó chìa qua. Rồi. Dạ. Nó nóng mà sao? Ừ. À cái này ừ. Thì mình muốn làm gì đó cái dễ rồi đúng không? Ừ. Nóng sao? Như quay đâu nóng đâu mà. À quay nóng à. Mình cảm giác như là mình nóng quá mình không ừ. Không dám gỡ. Thực tế nó đâu có nóng mấy đâu. Sao? Nóng. Ờ sao? Bớt hai tô cơm ăn nó bài đó. Ấy chứ này. Để coi nó có nóng không ta. Mà nó sôi nóng chứ không nóng. Sôi nóng á. Đã tính ra mình sợ rửa gì cái gì, rửa chảo rồi. Ừ. Vậy bây giờ mới ừ. Tính ra mình sợ rửa chảo rồi, đổ ra dĩa rửa thêm cái dĩa nữa. Mới gì nãy mình không để đây, cái mình múc mình ăn mới đổ ra dĩa chi vậy? Đúng rồi. Vậy thế thì mình bỏ ăn chảo cái mình. Nếu mình bỏ chảo thì yên trong chảo múc ra tô cũng được. Mới đổ ra dĩa làm chi? Đúng rồi. Đúng rồi. Không? Nãy nấu trong chảo thì anh để yên trong chảo đây luôn. À. Thì chảo thay cho cái dĩa. Bây giờ đã không dùng chảo nấu trong cái này rồi, nên này lại đổ ra dĩa. Thì cũng anh nấu chảo cho rồi. Vậy mình tính ra mình để đây cái mình múc mình ăn luôn được nè. Ừ, thì trong hai tô hai cơm anh đổ cho em nín, anh đổ ít rồi gấp cá ra thôi, chỉ thẳng luôn. Ủa vậy chứ đúng rồi chứ, đi rừng đi rú làm gì có cái chảo cái dĩa để mà đổ ra. Đúng rồi. Đục mình tính ra rảnh ghê luôn, cuối cùng okay, mà cái nào không được hết trơn á. Bật chuông nha.